Hello anh chị và các bạn, hôm nay Steven sẽ chạy qua bên River Edge để xem căn nhà của con nhỏ em. Bữa nay nó có cái walkthrough, nghĩa là cái nhà nó làm gần xong rồi, nó sẽ closing á, thì mình phải đi cái walkthrough cuối cùng để xem nó có làm sai những gì mình những ý muốn mà mình làm ở trong cái contract á, nó là thiếu sót nào á thì mình phải bắt nó sửa sang lại cho mình. Khi mình build nhà mới thì cái step của nó cuối cùng là phải làm gì, phải không? Mà bắt buộc phải làm, mình không làm không được. Mà luật của nó là phải gì, phải làm cái walkthrough trước. Lỡ như tí mình kêu nó install cái loại gạch này mà làm loại gạch khác thì nó không đúng, mình cũng phải sửa lại như cái ổ điện gì. Là những cái chỗ nào mà gắn đèn hay là decoration hay là cái nào cái option rồi mình upgrade lên mà nó làm không đúng cho mình đó, thì mình phải đi cái walkthrough để mình check lại, phải không? Thì bữa nay là cái ngày walkthrough, mình chạy vô mình xem coi nó làm tới đâu rồi để nó sửa sang closing. Để mình đậu lại cái xe đi. Ok, bữa nay là ngày walkthrough nha mọi người. Để mình đi vô mình quay lại cho bằng cái GoPro cho mình thấy cho nó rõ, phải không? Bởi mình quay bằng cái điện thoại nó không nhìn thấy rõ. Cái cửa này nó chưa có thay nè. I knew you were recording. Hi. 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 Oh, they did that. Shit. Yeah. What is that? This is the tape. But there, man. Where? Is there a whole bunch of bonnets that are missing on that electrical box? Oh, here. Not just that. Here. What is this? Oh, a nail that's missing. Maybe they're still working on it. This is no mistake. Why are you putting tape on that? Because that's what it fixed. Bottom too. There's some bolts. Wait, what's the tape for? People know that? And this one is unforgiven. This is unforgiven. Yeah, you put a tape there. Duh. Yeah. Yo. Really? Tape it on. Cocking. Cocking? But there's a cocking hole in the hole there too. Cocking, man, come on, this is cocking. You don't leave that hole. Cocking up there. What? Why is there a door? Oh, this molding need caulking. Is that you to the attic? Yeah, we throw you in the attic and we leave you here. No. Yes. There's a girl with a white dress and black hair living up there. Yeah. Did you see that hole? Yes. You're right. Your imagination is beyond my. And up there, what's wrong with the painting? Oh yeah. Why you have two tones? Is that the shadow? Oh, it's not shade. It's two tones. It's not the shadow? No. Two tones. Oh yeah, right there. It is. Not shadow here, but shadow there. There's two tones. It is the shadow. Oh. It is the shadow. No, it's not shadow. It's two tones. Oh, we need one of those marker. No, it's the shadow. Yeah, yes, garage. Shadow. Shadow what? The garage. Garage. Door. Now, not open. It's the same. It's the shadow. It's the shadow of the door and this thing.
Bro. Yeah, the cooking up there for the motor. See that motor up there? How come they don't seal up all these holes? I know, man. And down there too. You don't leave it like this? Come on. Wait, that's, they're supposed to like patch it up? Maybe. Patch it up? What the hell is this? What the? There's like insulation sticking out of stuff. No. Let's see. Tape it. That the thing under the door. This whole thing? Yeah. This whole thing, yeah. You tape like this, they know it. Now you don't go on the cold, but. Anything else in the garage? Where's Mr. Tony? He's in the car. Oh, you got it! Yeah, tape it here, so at least they can see it. They look up. You tape it here, they can look up. Can I try to touch it? Hmm? I want to try to touch it. The camera? No. I heard in those houses, you see those houses? Everyone that had those houses had to rip out all their walls because they're peeling off. What? Yeah. Are they gonna repaint this in the door? I hope so. I don't know. Should you mark it? Yeah. Mark everything you see. Man, you haven't gone inside yet, man. You go in there, man. There's blue tape everywhere. Did they tape or something? Was it a pipe and then they like tape it up and then that's how they cover it up? That's supposed to be cool, I guess. I'm so scared. What is that? Yeah, I got you. I got it. This is horrible, man. What is that? Worse than TL's. Yeah, next thing you see a snake crawling out. Wait, the epoxy is supposed to look like this? At the edges? They're just getting lazy. They're supposed to tape over here and then they paint the whole thing. Wait, do you want me to tape it? How come they didn't fill that hole up? I don't know. Tape it here. Right here? Then the top here. Yeah. What if when the garage comes down, it rips it out? And over here too. Yeah. And check the other garage. Over there too, man. Look at that shit. Oh, come on. Who closed the garage? Okay, let's go to the next garage. Build it and làm sai. Defect lum la chang. Oh, they're out of the gate! I will crease inside the whole Taylor Morrison. Oh, I will bring down their business. What the? What's
Wow, look at that window, it's broken already. Yeah, yeah, they got replaced. Can I show you something? Yeah, look, look, look. Come on, man. It's supposed to be spotless, man. Look at all these paintings. Look, I have to repaint this whole thing. And this bit looks bad. Wait here, mommy. The whole. And they have to clean all this window panel. Look at this. Ask the manager. Make sure they clean out all the window. Or the window panel, all this dirty spot. Mm-hmm. The outside window is even worse. Here too. Here. I think Jonathan, who, this guy or the other guy? Can I go on thằng đi mới gì đi ra mà. Uncle Lily. Huh? Is it on? Yeah. You see that red thing? Is your one. Okay. So which one is your room? I'm gonna show you guys my room. So it's over here. This is Jocelyn's room. So you are Jocelyn's room here? Yes. Mira, hi. This is my room. This is yours? Yes. This is my room. No. Jackie. A lot of tapes in my room too. My room, this is crazy. My room is... So you pick out that one? Yeah. Guys, comment down below, what happened here? What? What's happening here? Ow. This is the laundry room. This is the video room, internet, all our internet cables and stuff? Yeah. This is... the way to go upstairs to the man cave. And over here is an office. And this is the guest room. That's really loud. These stairs are not gonna be like wooded like this. It's gonna be carpet. Guys, is this your dream bathroom? This bathroom is amazing. And totally no tape here. Look at this shower. My sister calls the shower to fit 10 women. And toilet. And this is the master closet. Look at this master bedroom too. And it also has a nice view. One day you're going to be sleeping here and you'll just see an alligator pop up. You can see a lot of blue tape in this master bedroom. A lot of stuff needs to be done. This is the backyard. Where is this? Today. Oh, they put the thing here? Yeah. The closet? The yeah. Racket? Yeah. Hey guys, how many tape is in this house? Guess in the comments.
I don't even know how many tape is in this house. Like, it's crazy. All you see is just tape around the house. Like, look at this. Everywhere. You just see tape everywhere. Tape everywhere. This is bad here. Inspector gadget. How do you use this tape? It's the same way, buddy. The instructor gadget was this way, we have to do it. I hope you will not unsubscribe my channel. I thought you subscribed 5 years ago. You subscribed already. I did, but I think I already unsubscribed because I lost my account. What do you mean you unsubscribed? I might. I thought you were my favorite audience, man. I just love She subscribed and then she unsubscribed. If I get my account back, I might. Oh yeah? Yeah. Make sure you follow my videos. You cannot say, I don't know. Okay? So you remember to subscribe. Why is it green tonight? Don't be pressured, Jocelyn. You do what you want to do. Okay? Yeah, just come. I feel sad now. Touch up. I did. I'm so depressed now. I lost one subscriber. You're turning emo. I did subscribe, but I don't know if I'm still subscribed because I lost my account. You can create a new one. She lost her account. You have your iPad? Yes. You still logging? Yeah. I'll subscribe. You better log in tonight, this weekend, because this video will be I'll you and them. I get my account back. She unsubscribed. You unsubscribed from the speech? No, I didn't. What? I don't know if I actually did, but. And when I feel like I unsubscribe Uncle Steven? I did subscribe. You unsubscribed Uncle Steven? I did. Man. All this year, I thought Jocelyn is watching my channel, and she said, oh, I unsubscribed Uncle Steven. Wait, Uncle Steve. I watched that when I turned into a teen, not now, I'm a kid. Commercial thing, you know what, when you go into the gas station, they have the little thing that actually waves into that air things. Oh yeah, that thing. You remember that? Yes. Guess what I am. Editor, put hints in the video. Okay. No, you don't have to. I'm recording. You're recording. You should do a voiceover of everything here. Yeah, be careful when you go out here, and then you see the little fucking ice falling out. Alligators! What are you thinking right now? And yeah, what's the purpose for this wire over here?
under. Yeah. Say hi. I don't know. What does your shirt say? Yoda, best dad. Vader, what out there? How you like this shirt? That was my favorite. It's my weird all the time. Yep. Bye. What? Why am I recording? Oh, door seats. That's good. Hello anh chị và các bạn. Hôm nay xin chào mọi người đến với kênh của Việt Florida US. Hôm nay Steven có một cái mission là sửa lại cái xích đu. Xích đu này hồi xưa mình mua cái nhà nó có cái xích đu sẵn không mà nó cũ kỹ quá. Như nó gắn nó cũng không có an toàn không. Bây giờ mình mua cây về mình làm lại cái xích đu. Mua cái xích đu này mình cần phải mua 4 cây 4x4. Ok. Nhiệm vụ đầu tiên là mình phải tháo cái xích đu này ra. Bên này nó có mang ốc không? Chứ cái này bên này thì nó gắn ra mình chủ cũ nó gắn vô cái cây. Bây giờ mình mua cái cây kia, mình làm lại mới hoàn toàn. Không? Đó có mua bây giờ phải tháo này ra, tháo này ra. Đây tháo được mấy con ốc rồi, giờ gần tí tháo tiếp nữa. Đó. Trên Amazon nó có bán cái bracket loại này. Cái quần swing bracket. Cái quần Eastern Jungle Gyms Creating Childhood Memories. Thì mình mua cái này nữa giờ nè, mình làm nó chắc ăn hơn cái này nè. Cái chiều rộng này là 4 inch, bên này chiều cao này là 6 inch. Nghĩa là 4x6. Thì cái này bên này là 4x4 cho làm hai cái chân. Cái này nó cay chắc. Hai đầu đầu bên kia cũng có con cái. Đó. Giờ bây giờ mình phải mới vừa dùng cái khoan này. Mình khoan mồi đây. Rồi bắn 4 con ốc, 3 ốc đây. À. Dưới nhà dưới chân này cũng có ốc nữa mà dưới này làm sao? Cái này làm cái này trước tại cái cây này. Cây 4x6 này nó nặng lắm. Này cái này kêu là weather treatment wood á. Cho làm ngoài trời nó rất là nặng. Nên anh chị các bạn làm phải có người helper. Bây giờ mình chỉ vô cái bracket này trước. Rồi tí thằng em mình nó ra nó giúp mình nó đỡ nó đưa lên. Vậy thôi. Anh thấy cái này cũng đâu dễ chơi được không? Heavy man. Hồi nãy cầm lift hai cái cây này nó nặng kinh khủng luôn, gì mà cha bò không kéo ra, ông lôi cái cây này từ cái rack mà là lôi xuống tới cái xe không á, lại ông nói là như lại 40 minutes xong. Rồi cuối cùng cái tôi ra ngoài cái thằng helper trong Holyco đó nó giúp. Tao phải chạy lên trển. Ông nói ông làm mình á, ông làm mình cho nổi mình hai người kinh cũng muốn cua công chân đó, đừng nói làm mình. Làm mình gãy sống luôn á. Very heavy. Cái cây treated wood này ghê lắm, nặng ghê lắm, nặng ghê hùng á. Ai muốn làm khóa, làm swing thì mua cái bracket ở trên Amazon nè. I think like $35 each, this one. Mua hai cần hai cái, 4 cây 2x4, 1 cây 4x6. 4x6 thì như là 12 feet đấy đó. Còn cái cây 2x4 thì 10 feet. Rồi mua thêm mấy cái swing này nữa. Mấy cái chầu đầu ngồi á. Còn mỗi cái đầu ngồi phải có hai cái bracket loại này. Heavy duty. Còn bắn vô cái thanh này. Đó. Yeah. Mua cái thôi cái đó là nó có ốc của lon cho mình sẵn hết trơn rồi. Không cần mua một ốc của lon. Chứ mua cái này nó có cái set nguyên set cho mình luôn. Chào bên em đi nhổ cây nhận nha hả? Yeah, I saw him earlier. He was watering plants earlier. Yeah, but got, oh, he's right there. Because the guy, Rick Stein, he had a problem, man. He came to do the inspection. He asked her to remove the AC, and after he came back to do the second inspection, he said, oh, you have to move the fruit tree. I was like, dude, why don't you tell us in the first place? How stupid is that? Yeah. These people, man, they don't work with common sense at all.
No common sense. Ốc nó dài gần vậy phải khoan khoan mồi vô cái mình dặn vô. Cái này là chắc ăn luôn đó. Cái cây nó làm thoát phải có cái này không có mình chơi mình chế cái kia không mà nó nếu mà nó không có cứng á mình swing á Billy. Nó đung đưa vậy nè. Còn cái này nó stable hơn. Nó có cái bracket là this the best. Recommended. Ông nội kêu tụi kia nếu lỡ cưa cái cây chơi bị trời sấm sét đánh chết rồi. The one in the back. The big tree over there. Nó lại nó cưa xuống cho đào cái nó làm nó có cái đầu bà bào á. Nó bỏ vô cái máy nó làm dâm bào luôn giống như cái mô chứ. Khi con có cái đồ chụp rồi á, mỗi lần mình cắt xong cái mình rửa sạch cái mình đẩy lên cho phía sau chỗ cái pocket mình cũng được. Vô cái sân này nè. Sân cái đầu phía trong góc đó. Thì có mua cái đồ đồ chụp đó đi. Đồ chụp giống như cái đồ mà của thằng cái grill vậy. Khi rửa mà cắt cỏ xong, cái lấy cái máy mà thổi bụi á. Tụt nó ngon hơn. Vậy thổi ra cái xong ở trên cái đầu cái mình chạy vô đó. Mình lên đó. Tí review đó thôi. Sẵn tí quay phim review. Để cho nó xích vô tí nữa cha. Mới được nửa đường. Đưa cái vàng lên. Tí bắn mấy cái lỗ máng cái xích đu vô. Cái bắn ngang cờ vô cái cây đó cho nó dướng rồi cho nó dính. Cho nó chắc. Nhìn vậy chứ không phải dễ ăn đâu nha. Cũng chăm chỉ lắm á. Chăm lên chứ bộ. Mọi chơi cái heavy duty bracket vô đó nữa. Cái đó này. Bắn lên nè. Móc cái xích đu lên. Là heavy duty mà nó này nó có giống như là cái bật đạn á cha. Nó có cái bật đạn này nè Billy. Đi nó chạy nhiều siêu à. Ồ nó có cái hai bên đó hả? Giống như cái bearing vậy. Cái bearing wheel á. Nó có cái bearing wheel đó mình khi mình ngồi lên mình đi nó không có kêu cọt kẹt á. Sau nó cứng á. Cứng ngắc luôn á men. Cái gì nó dính vô là cứng ngắc luôn á, thôi ấy luôn á. Cứng này cứng. Dặn vô còn khó ăn nữa, đừng có nói ngồi lên đó đi. Cả vấn đề. Nó nói một cái gì là nó chịu được 600 pound. Là mình có hai cái hai bên luôn mà nó có hai cái loại này nè. Muốn gớt xuống cả vấn đề chứ. Gớt rồi. Con cơm. Nên. Con cơm phải không? No problem. No problem. Good. Mission cuối cùng. Mission impossible.
Cái cuối cùng này hết cái brack rồi, giờ phải khoan nguyên cái lỗ từ trên xuống 6 inch, gắn cái móc vô. Cái cuối cùng cho thằng Andy. Bên này hai cái rồi kìa, hai cái lớn xong rồi. Cái này cái táo tàu á cha. Táo Thái hả? Nó ra bông nhiều quá nè. Hả? Chơi trang lần nào chưa? Rồi, năm ngoái tao thử rồi. Ủa, cái mai của mình qua đây nó ra bông đẹp quá hả? Trời ơi, cái đó con khách sĩ bà hai bà biểu tao bứng cho bỏ 500 luôn mà tao không thèm luôn. Dễ gì tao bỏ. Mà cái mai này cái mai hên của mình mà. Mình còn thiếu mai 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 vàng nữa. Nó mới về giống mai đỏ. Rồi có cái kìm không? Hả? Nó xúc cái bếp ra nó dính giống không? À đù. What the hell man? Trên cái đầu này cho chết ăn là mình phải bắn cái bracket này vô khoan hai con ốc dài vậy nè, vô đây hai con ốc xuống đây cho nó chịu cái đà này, nó khi mình rum đưa nó không có chạy tới chạy lui hoặc chạy về hướng kia đó. Thấy gì cũng khó ăn chứ bộ. Tí nữa review, tí mà qua anh kia mình review cái siêu xe. Bởm hai cha con đi mua cái siêu xe về để cắt cỏ. Để tí nữa mình review cho mọi người xem nha. Đây giường nè. Bởm mình tính expand cái nhà mình hỏi cái thằng già kia nữa đó. Nó muốn cái tụi construction lại nó làm vẽ cái bản vẽ lại luôn tất cả luôn á, là nó xây phía sau là nó ăn tới 250 ngàn đó. Sau này mình cũng dự định mình expand cái này ra một tí mà có thể làm một phòng ngủ, với không biết làm ngủ có thể chắc ăn là có thể mình làm cái nhà tắm chứ đi. Nghỉ ngơi không có bao nhiêu chơi, gần như là không biết sao ở Mỹ này xây nhà xây cầu tắm nhiều hơn, không biết sao nó chắc là đi nhiều hơn nè, ăn uống hay sao. Vất vả. Đại công cáo thành. Ô mình cần để cái miếng này không? Phải đó cần đó ha. Để chứ. Mình tại mình để đó nước thì mưa xuống á, nên nó động lại. Cho để miếng phía sau thôi, không phía trước này không cần. Nghiêng nó nghiêng vậy xuống, còn cho để đây cái nước cái xuống nó động nằm đó. Cho hai người lớn những cái nít này của Andy nè. Con dây này nó tạm thời để chơi con dây này đi, nó cũng nhẹ. Cái đầu bên kia thì mình bắn vô cái thân cây của cái cây bự luôn cho nó đừng có đung đưa vậy nè. Dưới này bốn cái chân này nó có bốn cái an cờ, mà cái an cờ tuần tới nó mới về. Cái an cờ đó mình bắn xuống dưới đất luôn, đóng xuống đất cái đầu, cái bắn hai cái đinh vô mình cho nó chạy. Đổ cái lỗ vô dầm cái mình đổ xi măng. Nóng quá, giờ đi về, giờ mình đi qua bên kia mình view cái xe cắt cỏ. Chiếc này là chiếc Lamborghini 23 ngựa. Ồ nghe tên hết hồn không? 23 ngựa. Chiếc này là cắt cỏ này kia bằng Zero Turn Kawasaki Ultima GT1 Club Cadet. Club Cadet nữa nha. Chiếc này á, nếu mình nó có hai, chiếc này mình cắt cỏ thì nó có hai loại. Một loại á, là chiếc Kawasaki là của Nhật làm, còn chiếc John Deere màu xanh xanh á thì của Mỹ làm. Mà của Mỹ làm thì có thể nó cũng hai to cái nó cũng tương đương với nhau thôi, mà có một cái là mình cái loại này á thì nó dùng cho commercial nhiều hơn, nghe là mấy tụi mà chỉ muốn đi cắt cỏ mướn á nó dùng cái này. Còn cái John Deere là giống như home use, nghĩa là ở nhà dùng thôi.
mình mua cái này luôn. Cái này nó có cái đèn hết chưa, nó có cái đèn luôn nè, nó có cái LED light zero turn đó, để mình chạy zero turn mình đề cho chỉ cho chị và các bạn chạy nha. Xe này đặc biệt con cái là mình chạy mình đổ xăng á là ethanol free. Review đây nó có hai chìa khóa này, chạy dặn qua đây là mình đề. Trước khi mình đề á là cái này nè, là cái càng lái á mình phải mở ra, hai bên phải mở ra hết. Còn nếu mình mà kéo cái càng lái vô gì á mình đề nó không có chạy, nó đẩy ra, lấy cái này mới đề nè. Trong này nó có hai hệ thống, con rùa là mình chạy chậm, con này là con thỏ là chạy nhanh. Nếu mình còn mới là còn mới thì mình chạy quanh con rùa, nếu mình chạy tương đương rồi, tương đối hay quen rồi thì mình chạy con thỏ. Còn bình thường á cái nút này nó sẽ nằm ở dưới, nằm dưới nghĩa là mình không cho cái cánh quạt nó cắt cỏ, còn khi mình cần cắt cỏ thì mình kéo này lên vậy thôi đó. Còn đề chỉ dặn cái này. Để mình chạy cho mọi người xem nha. Nhìn chiếc này thì chiếc này có cái giá của Home Depot nó bán là 4.099 đồng. Và hôm nó có giống như discount xong, nghĩa là tính nhân 3.700 mấy rồi nó cộng thuế lên nữa là cũng 4.600 mấy đồng á, trong cái vị trí. Còn nếu mình muốn dùng finance á, trong store nó có gì mà 12 tháng để finance á. Mình không cần trả interest nếu ai muốn dùng finance thì cái này. Còn nếu mình có tiền mình mua luôn thì mua đất luôn. Đó. Mình không có mua cái protection này nha. Nếu mình có mua protection thì nó có cái factory warranty. Nếu mà trong vài tháng nữa mình thích đó, mình mua cái protection, không thích thì không mua. Thì đa số người là cái này nó tuổi của Kawasaki cũng như của Nhật nó chạy cũng tương đối good, mình không cần mua cái này. Dễ dàng lắm, dễ chạy lắm. Kawasaki Ultima GT1. Cái này cắt cỏ thì ba chế phụ giác. Giờ dặn qua đề khi cắt cái bánh này thì mình kéo lên, không cắt đẩy xuống.
Ủa? Vô được phải không? Nó che nắng được không? Ok cả nhà, giờ mình đi về nhà. Mới làm cái swing trong cho mấy đứa nhỏ này về. Mệt quá. Now go home. Chưa chiều đi chơi tiếp. Ngày mai có lễ Mother Day. Chắc làm barbecue.